than phiền với mình về cái vấn đề là lỗ chân lông to, da phun nhiều dầu, da xỉn màu không được sáng, bị mụn ẩn, thậm chí là mụn viêm, và đặc biệt là vào cái mùa hè này thì các bạn luôn luôn đi tìm những cái loại serum hoặc là kem nào bôi để cho nó se khít lại cái lỗ chân lông của mình. Thế nhưng mà thực tế cái nguyên nhân mà chúng ta bị lỗ chân lông to đó chính là chúng ta chưa làm sạch đúng cách cái lỗ chân lông của mình. Khi mà cái lỗ chân lông của mình nó giống như một cái cống, nếu như chúng ta không làm sạch sâu thì cái lượng chất bẩn, những cái chất bài tiết nó đọng lại lỗ chân lông, rồi là những cái bụi bẩn, dầu nhờn, rồi là kem chống nắng, chúng nó đọng dần và nó cứ dồn dần vào cái lỗ chân lông, làm cái lỗ chân lông của mình nó càng phình to. Nên khi mà các bạn càng bôi dưỡng vào, các bạn sẽ càng cảm thấy cái lỗ chân lông của mình nó càng phình to. Nên các bạn nên chú trọng cái việc lựa chọn các sản phẩm sữa rửa mặt làm sạch sâu, detox da và đưa khí oxy vào trong cái lỗ chân lông của mình. Khi lỗ chân lông của mình nó được thông thoáng và sạch thì chúng ta bôi dưỡng vào nó mới thấm được các cái tinh chất vào, và da của mình lúc đó nó mới sáng và tươi lên, nó mới cải thiện được.